Trong thời gian vừa qua, chúng ta đã nhận được rất nhiều tin tức liên quan tới kính 3D cũng như các công nghệ 3D. Tuy nhiên, để xem 3D trên một chiếc điện thoại là một điều mà ai cũng mong muốn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn những chiếc kính 3D thực tế nó sẽ như thế nào. Đây là 6 mẫu kính mà chúng tôi đã có trong tay. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn bên tay trái tôi, đây là 2 mẫu kính bằng giấy dựa theo concept Google Carbon mà Google giới thiệu vào tháng 4 vừa qua. Còn ở giữa của tôi là 2 mẫu bằng nhựa được phát triển dựa trên Google Carbon hay là bản carton mà tôi vừa giới thiệu. Bên phải tôi là 2 mẫu mà ở đó có 1 mẫu được in trực tiếp bằng máy in 3D tại Việt Nam, mẫu còn lại là xuất phát từ Đức. Đây là mẫu gần như giống nguyên bản của Google Carbon với kích thước dành cho các thiết bị nhỏ hơn 4.5 inch. Thiết bị này rất dễ lắp ráp. Ở đây là tôi đã giới thiệu các bạn một sản phẩm được lắp ghép rồi, mất chỉ khoảng chưa đầy 2 phút. Và để xem được các phim hoặc là các game 3D với hình thức là side by side, các bạn chỉ cần đặt thiết bị của mình vào đây, dán lại và chúng ta có thể thưởng thức. Tôi bị cận nhưng không sao, các bạn sẽ phải gỡ kính ra như tôi và chúng ta tha hồ xem như thế này. Đây chỉ là giới thiệu thôi, khi xem các bạn phải thiết bị như đây vào đây. Tuy nhiên với các sản phẩm là mẫu concept như thế này, các bạn sẽ hơi phiền một chút khi xem. Chúng ta sẽ không có được lớp mút ở đây để bảo vệ cũng như là giảm cảm giác bị đau. Thành ra chúng ta chỉ có thể trải nghiệm biết 3D là gì với những thiết bị này, chứ chúng ta không thể xem được lâu dài với những sản phẩm bằng carton như thế này. Còn đây, một chiếc kính bằng giấy lớn hơn như tôi giới thiệu ban đầu. Cũng tương tự, chúng ta hoàn toàn có thể lắp ghép chưa đầy trong vòng 2 phút là chúng ta có được một cái kính 3D để trải nghiệm. Tất nhiên với sản phẩm này, chúng ta có được cái màn hình lớn hơn để trải nghiệm, chúng ta sẽ có được cảm giác thật hơn. Và đó là cái khác biệt mà 2 sản phẩm này có thể mang lại, một kích thước lớn, một kích thước nhỏ. Hiện nay trên thị trường Việt Nam mình cũng đã có bán, tuy nhiên các bạn sẽ cần xem xét một chút về giá cả. Vâng, còn đây là 2 chiếc kính bằng nhựa được phát triển dựa trên bản bằng giấy. Nếu các bạn có xem qua tinh tế thì chắc là các bạn sẽ rất quen thuộc với thiết bị này từ Acos. Tất nhiên Acos họ gia công cho từ Trung Quốc chứ không phải là họ sản xuất ra thiết bị này. Và ở đây là chiếc đầu tiên, chiếc bằng nhựa đầu tiên mà trong 2 mẫu tôi muốn giới thiệu. Rất may mắn họ có những cái khớp như thế này để giúp chúng ta linh động khi đặt thiết bị vào. Với chiếc kính này chúng ta có thể đặt các thiết bị từ 5.5 inch trở xuống tới 3.5 inch. Tất nhiên không có điện thoại nào trên thị trường bé hơn 3.5 inch là chúng ta có thể tự tin. Tuy nhiên với các sản phẩm lớn hơn 5 inch, chúng ta có thể bị lệch một chút khi đặt thiết bị vào do khớp bên ngoài không được thiết kế cho các thiết bị lớn. Chỉ thành các thiết bị chiều cao thì ổn. Vâng, còn đây là chiếc kính nhựa thứ hai. Các bạn có thể thấy một chút, với các thiết kế thứ hai chúng ta không có ngàm mở lên mở xuống như thế này mà chúng ta chỉ lật ra. Đặc biệt ở đây chúng ta có một lớp gần như miếng hít và chúng ta chỉ cần đặt nguyên thân điện thoại vào đây và chúng ta lật lên. Đấy, đây là 2 các thiết kế khác nhau. Ngoài ra trong 2 thiết bị này chúng ta đều có một điểm chung, đó là gì? Những sợi dây để đeo đầu. Nó sẽ giúp chúng ta không cần phải cầm mỏi tay như 2 chiếc kính bằng giấy này, rất là thuận lợi để chúng ta thử trải nghiệm và xem các nội dung yêu thích của mình. Có một điểm khác biệt rất lớn nữa giữa 2 thiết bị này, đó chính là bên trong chiếc kính. Với cái mẫu đầu tiên thì chúng ta sẽ có khả năng thay đổi, thứ nhất điều chỉnh qua trái qua phải để phù hợp với mắt của mình cũng như tiêu cự của mắt mình. Với thiết bị thứ hai cũng có điều này, tuy nhiên thiết bị 2 chúng ta chỉ có thể điều chỉnh duy nhất qua trái qua phải. Nhưng với thiết bị ban đầu giống như Acos thì chúng ta có thể điều chỉnh tiếp vào và ra các thấu kính để bảo đảm rằng cái việc theo dõi và xem nội dung chúng ta không bị ảnh hưởng tới mắt và cũng như không làm cho chúng ta mệt khi mà xem lâu. Và đây là điều mà rất là đặc biệt mà chúng tôi có được, đã trải nghiệm được trong cái thiết bị mẫu này. Tiếp theo đây là chiếc kính đến từ Đức. Song song đó có một mẫu khác được in bằng máy in 3D tại Việt Nam. 2 mẫu này đều xuất phát từ sản xuất Duroix. Tuy nhiên cái này chút mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn để dành cho các bạn thích vọt vặt. Còn ở đây là chiếc kính
thành phẩm mà Growbiz giới thiệu ở thị trường châu Âu. Chiếc kính này có gì khác so với những chiếc kính kia? Trước tiên về cách lắp ráp, nó đơn giản hơn rất là nhiều và thuận tiện hơn cho các thiết bị chỉ dưới 5.5 inch trở xuống. Các bạn nào đang dùng thời iPhone 6 thì chắc là phải đợi một kế tiếp. Bạn chỉ cần đặt máy vào đây, gập lên ngay lập tức. Tuy nhiên đó chỉ là phần đầu. Cái khác thứ hai là với chiếc kính của Durovis, chúng ta sẽ có được cách lắp ghép khác hoàn toàn. Ở đây là chiếc khấu kính và với Durovis chúng ta hoàn toàn có thể tự tinh chỉnh khoảng cách ra vào và gần xa của hai khấu kính này. Nếu bạn chỉ cần lật ngược chiều, các bạn sẽ nhận được những cái hiệu ứng khác nhau trong 3D và đôi khi bạn sẽ không thể nào trải nghiệm được hoàn toàn tốt cái thước phim 3D của mình. Và cách lắp ghép rất đơn giản, chúng ta chỉ cầm khấu kính cắm vào hai bên như thế này và chúng ta đưa lên để thưởng thức chỉ như thế này thôi. Tuy nhiên để điều chỉnh được khấu kính của chiếc kính này sẽ hơi phức tạp cho các bạn, nếu như các bạn ban đầu chưa quen với cái cách điều chỉnh sẽ rất khó. Và đây như mình có giới thiệu, đây là mẫu được in bằng máy in 3D. Thực chất đây là một mẫu thiết kế của Durovis cung cấp cho thị trường dành cho tất cả các bạn kỹ thuật và mong muốn tự nghiên cứu và tìm tòi để sản xuất cho mình riêng một mẫu kính 3D. Nó nằm trong cái bộ gọi là Open Die của Durovis, thì ở đây bạn sẽ có thể download trực tiếp về một toàn bộ mẫu thiết kế này và đây sẽ là cái sản thành phẩm khi mà các bạn in bằng máy in 3D, các bạn có thể xem. Và tất nhiên trong cái mẫu thiết kế này thì các bạn sẽ không có được khấu kính, chúng ta phải sẽ mua thêm cái khấu kính này. Bạn có thể đặt hàng trên Amazon hoặc các website thương mại điện tử lớn của thế giới, họ có bán này với giá khoảng 5-10 đô. Tất nhiên đây chỉ là khấu kính bằng nhựa, bạn cũng có thể ra tiệm kính ở đây để đặt, không nhất thiết phải mua ở trên Amazon. Và với mẫu này các bạn chỉ có thể học tập và thử nghiệm thôi, chúng ta sẽ rất khó để sử dụng do những cái vị trí như này sẽ hơi khó khi mà mang vào và cảm giác sẽ đau. Đấy, thì các bạn có thể sử dụng mẫu này và thiết kế riêng bổ sung ra những cái chức năng khác cho chiếc kính của mình. Như vậy mình đã giới thiệu sơ qua 6 chiếc kính 3D hiện nay đã có mặt trên thị trường. Hai chiếc kính bằng giấy theo mẫu của Google Carbon và hai phiên bản tiếp theo bằng nhựa được nâng cấp từ Google Carbon hoàn toàn chỉ mới xuất hiện trong vài tháng lại đây, và một mẫu khác của Đức đến từ nhà sản xuất Growbiz. Và nếu bạn nào thích tìm hiểu, tự nghiên cứu và phát triển cho mình một mẫu kính riêng thì bạn có thể download gói Open Die của Durovis. Mặc dù ở đây có 6 mẫu, tuy nhiên với quan điểm của mình thì mẫu này, một cái mẫu mà iCod cũng đã từng giới thiệu các bạn có thể xem qua trên kinh tế, là mẫu mình ưng ý nhất. Thứ nhất, sự linh động khi mà gắn các thiết bị vào chiếc kính cũng rất là đơn giản, chúng ta có thể dễ dàng đặt vào và gặp lại như thế nào là chúng ta có thể xem thoải mái. Cái thứ hai, cách mà nhà sản xuất cho mình điều chỉnh cái thấu kính để vừa với tầm mắt của mình cũng như là rất là thuận lợi, và đặc biệt là cũng có thể điều chỉnh được độ xa gần của thấu kính ở bên trong. Đây là điều đặc biệt mà chiếc kính này không có được, và chính cái thì có được điều này, tuy nhiên việc điều chỉnh nó rất là khó do quá linh động. Nếu các bạn thích chiếc kính này thì các bạn có thể đặt hàng qua các nhà cung cấp hiện nay đang có trên thị trường hoặc liên hệ bên mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nội dung chia sẻ của mình hôm nay. Trong phần tới mình sẽ giới thiệu thêm một cái thiết bị rất là đặc biệt mà bên mình vừa nhập về, chắc là khoảng tuần nữa sẽ giới thiệu.